Hôm nay tôi sẽ live stream cả hai Facebook. Tôi live cả Facebook Nguyễn Thế Thuận và tôi live cả Facebook Lạc Văn Tú. Để sau nếu có tôi có ẩn một Facebook này đi thì Facebook khác vẫn còn. Tôi live một lúc cả hai. Quý vị có thể xem Facebook nào cũng được. Quý vị nghe được không ạ? Nếu mà không nghe được thì bảo tôi để tôi chỉnh. Xin lỗi quý vị là nãy mải ngồi nói chuyện quá cho nên là quên mất qua cái 8 giờ. Nhưng mà thôi, các cụ dạy rồi, đi hơn về kém. Tôi cứ 8 giờ hơn mình phát thì 8 rưỡi kém là mình nghỉ nhỉ, nghỉ sớm. Vâng. Quý vị chào nhiều quá, xong rồi Facebook nó bị lặng đấy. Không cần phải chào nhau đâu. Nhìn nhau được rồi. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị một cái vấn đề như thế. Là quý vị thấy hay thì quý vị nên chia sẻ, lưu lại cái video này để cho bạn bè quý vị, và đặc biệt là những người mà đang có hiện tượng và đang có cái triệu chứng như bây giờ, cho họ xem để cho họ xác định lại là họ đang ở trạng thái nào. Quý vị nhé, quý vị nhớ giúp tôi là cái thế giới vô hình ấy, nó muôn hình muôn vẻ, nó không phải là 1+1=2 đâu. Có những cái sự việc mà nó không đơn thuần là 1+1=2. Do vậy hầu hết rất nhiều người vì một cái mục đích cá nhân nào đó hoặc là vì cái tư lợi cá nhân của họ mà họ không muốn làm sáng tỏ hay không muốn làm rõ ràng, hay là một cách khác là họ không muốn khai sáng cái sự vô minh của người khác, mà ngược lại họ thường làm cho mọi việc nó ma mị, mụ mị đi. Bởi vì khi nó làm cho mọi việc nó ma mị đi thì làm cho tâm trí của người dân sẽ rối bời. Và một khi làm cho tâm trí người dân rối bời thì họ rất dễ thực hiện các hành vi trục lợi hoặc lừa đảo, hoặc để thực hiện những cái hành vi của họ. Cho nên tôi nói thật với quý vị là ở cái mạng xã hội này á, hầu hết ít người nào mà người, các thầy nào người ta nói thật lắm. Nói thật cái sự việc ra. Đôi khi người ta không muốn nói là bởi vì người ta nói ra thì nó sẽ sáng tỏ mất rồi. Mà sáng tỏ rồi thì sẽ không còn vô minh nữa, thì không có cơ hội để trục lợi. Mà tiện đây tôi nói luôn là khá nhiều những người mà là bạn bè Facebook của tôi dạo này thường xuyên chia sẻ mấy cái trường hợp của mấy thầy, mấy cô nào mà trên mạng cứ ngồi nhà để mà nói thao thao bất tuyệt ấy. Xong rồi có thể là họ nói đúng nhưng mà họ nói động chạm đến tất cả những người khác. Tôi khuyên quý vị là cái này chúng ta phải hết sức tỉnh táo. Thỉnh thoảng tôi có lướt Facebook thì thỉnh thoảng tôi có xem được mấy cái bài chia sẻ của các anh chị. Thì mấy cái bài chia sẻ của các anh chị đó thì thường chia sẻ có một số thầy cô nào đó trên mạng. Mà cái người này sau khi tôi tìm hiểu tôi phát hiện ra rằng là họ toàn đi động chạm đến người khác. Họ toàn đi động chạm đến tất cả những người khác. Thì họ động chạm đến người ta thì cũng có thể là do một cái phần nào đó cuộc sống của họ, họ sẽ động chạm vào những người thầy khác. Nhưng ấy, khi tôi rà soát cái hoạt động của họ ấy, thì họ không có nhiều các hoạt động để mà cứu tế độ dân hoặc các hoạt động thiện nguyện mang cái lợi ích cho cộng đồng. Mà họ chỉ có ngồi trên ở nhà của họ, họ chỉ ngồi trên mạng để họ thao thao bất tuyệt và họ động chạm đến những người khác để mà họ tăng cái lượt follow và tăng cái những người ủng hộ họ. Do vậy chúng ta phải hết sức tỉnh táo. Các bài viết ngày hôm qua tôi có nói với quý vị, chúng ta nhìn người, nhìn đời, chúng ta không thể nhìn mặt và chúng ta cũng không thể nghe một lời nói của một ai đó mà chúng ta vội vàng kết luận đánh giá họ. Từ người phàm cho đến người tu, chúng ta đều không nên quá vội vàng về điều đó.
bên cạnh những cái người người ta nói hay á, tôi nói thật chứ các thầy các cô nói không hay bằng những người làm đa cấp đâu. Những người làm đa cấp và những người làm bảo hiểm, người ta được đào tạo kỹ năng thuyết trình hùng biện cực kỳ tốt, cực kỳ logic. Những người mà làm đa cấp và những người mà làm bảo hiểm ấy, họ mà được đào tạo chuyển sang nghề cúng và là nghề làm thầy, thì tôi nói thật với quý vị là họ ngồi nhà họ live stream còn hay gấp vạn lần các thầy như chúng tôi. Bởi vì họ có cái kỹ năng và họ được đào tạo rất bài bản về cái kỹ năng hùng biện và thuyết trình. Nhưng mà nếu như chúng ta suốt ngày ở ngồi nhà vô minh lên mạng nghe những người chỉ nói hay thôi mà họ không làm tốt ấy, thì mình chả khác gì là một con rối cho họ giật dây cả. Hâm mộ những lời nói hay của người khác mà không nhìn nhận vào cuộc sống thực tế của họ và những cái điều họ mang được lợi lạc cho đất nước, cho xã hội, mà chỉ hâm mộ cái miệng của họ thôi, thì quý vị cứ liệu có ngày bị họ dắt vào tà đạo và có ngày mình trở thành một cái trò chơi để cho họ kéo mình đi chỗ này chỗ kia. Tôi không lạ gì những cái cách mà người ta câu like kiểu như vậy cả. Ban đầu người ta sẽ động chạm đến những cái người mà người ta nổi tiếng, có uy tín để người ta thu hút. Người ta thu hút những người mà hâm mộ họ, thấy họ nói đúng cái hay để ban đầu là họ sẽ thu hút được những người hâm mộ đã. Mà từ khi thu hút được người hâm mộ đã thì bắt đầu người ta mới sinh ra các hoạt động như là vận động, tài trợ, ủng hộ, từ thiện hay là bán cái này bán cái kia. Để làm gì? Để người ta bắt đầu có hiện tượng trục lợi. Cho nên tôi cảnh cáo quý vị, cảnh báo cho quý vị là hiện nay thời buổi 4.0 rồi. Các thầy trên mạng nói hay rất nhiều. Nhưng nói hay thì ai cũng nói được. Cái quan trọng là cái hành vi lối sống. Cái quan trọng là hàng ngày, hàng giờ họ những cái công việc của họ và những hành động của họ có mang được lợi ích, lợi lạc cho người thân, cho cộng đồng, cho đất nước hay không, thì chúng ta phải nhìn vào điều đó trước khi hâm mộ họ. Chứ còn đừng có ngồi nhà lướt Facebook thấy các thầy nói hay, các thầy các cô các cậu nói hay nói dẻo mà đã vội lăng xê, vội sùng bái, vội lao vào ca tụng xong rồi chia sẻ, đó cũng là một trong những thứ chính quý vị đang vô minh. Thì trước khi đến cái video ngày hôm nay, tôi muốn cảnh báo với các anh các chị, những người mà đang là bạn bè Facebook của tôi là đừng có vô minh như vậy nữa. Hãy dùng con mắt trí tuệ của mình để nhìn vào cách sống của họ, cái việc làm của họ đối với gia đình, người thân và đối với cộng đồng xung quanh họ trước khi hâm mộ họ. Còn nếu như chỉ có ngồi nhà xem họ nói hay thôi đã hâm mộ họ rồi mà đã lao đầu theo xưng cô xưng cậu rồi, những cái người đó người ta có làm việc thánh đâu mà gọi thầy gọi người ta bằng thầy, gọi người ta bằng cô bằng cậu là quý vị, hay họ chỉ mặc cái áo dài như tôi mặc lên người thôi là quý vị đã xưng tán tụng người ta làm thầy làm cô làm cậu rồi. Những cái người được người đời tôn làm thầy làm cô làm cậu, làm thầy ít nhất là sau 5 năm, như tôi sau 5 năm cái quý vị gọi tôi bằng thầy tôi mới dám nhận, còn trước 5 năm tôi bảo quý vị gọi tôi bằng cậu. Bởi vì sau 5 năm thọ giới hành trì trải qua những cái kiếp nạn, những cái thử thách, mình độ được cho người đời, mình độ cho chúng sinh, mình tích đủ công đức, tích đủ đủ đạo hạnh, rèn luyện tích lũy đủ có oai nghi, thì lúc đó mình mới dám, nhà ngài mới cất nhắc mình lên một cái chức vụ mới, đó là làm thầy. Còn trước 5 năm tôi bảo quý vị rồi, quý vị đừng gọi tôi là thầy. Vậy trước 5 năm thì quý vị hãy gọi tôi bằng cậu, bởi vì lúc tôi còn trẻ. Cái thứ hai là đấy là cái giai đoạn mà tôi vẫn đang được các ngài thử thách và giai đoạn được truyền thừa, được học tập. Gọi là cái giai đoạn mà tập sự. Còn sau 5 năm rồi thì khi mình độ được đủ cái công đức rồi, mình tích lũy đủ kiến thức rồi, mình có được cái sự chín chắn về đạo, về đời và cái oai nghi của nhà thánh, mình độ được cho chúng sinh, cho nhân dân, cho các đệ tử, thì mình mới được cất nhắc lên làm thầy, vì người đời người gọi bằng thầy mới dám nhận làm thầy. Do vậy là quý vị đừng có vội là cứ thấy ai mặc cái bộ quần áo dài như chúng tôi hay bộ mặc bộ Phật tử lên mạng live stream thuyết trình vài tiếng, quý vị đã vội xưng tụng người ta làm thầy làm cô làm cậu xưng con, quý vị phải hết sức lưu ý cái điểm đó. Quý vị hết sức lưu ý điểm đó nhé, đừng có vô minh quá.
Thôi bây giờ tôi sẽ đi vào chủ đề chính. Một cái Facebook là 400 người, một Facebook là 100 người. Rồi bây giờ tôi đi vào chủ đề chính. Cái chủ đề hôm nay tôi muốn nói với quý vị mà rất nhiều lần tôi muốn nói rồi, nhưng mà thôi thì cuối năm rồi. Cuối năm nay á, thưa quý vị, là cuối năm nay thì cho nên là kinh tế nó sẽ được hồi phục. Ngân hàng cũng bắt đầu giảm lãi suất và có những hình thức cạnh tranh về mua nợ. Căn cứ vào hiện trạng thực tế, hiện trạng là chính trị thì chống tham nhũng cũng đang bắt đi vào cái giai đoạn là bắt bớ khá nhiều, và hiện nay cũng đang gọi là trầm hơn một xíu thì bắt nhiều rồi, nhưng đang trong thời gian là thanh tra kiểm tra và giả soát, cộng thêm với việc là ngân hàng bắt đầu hạ lãi suất. Do vậy cho nên là kinh tế cuối năm nay có thể sẽ có sự khởi sắc so với đầu năm và giữa năm vừa qua. Căn cứ vào cái tình hình của kinh tế, chính trị, xã hội hiện nay, suy ra được là từ giờ đến cuối năm cái tình trạng đi ra mở phủ trình đồng và cúng bái nó sẽ tăng lên. Quý vị nhớ cho tôi, đạo cũng phải thuận với thiên thời, với vận nước thì mới phát triển được. Mà đây không phải là đạo nha. Cái hiện tượng mà được trục lợi, mê mị trục lợi, nó căn cứ vào tình hình kinh tế xã hội đất nước và kinh tế của từng người mà nó được lộng hành hay không. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Với cái tình kinh tế nếu như mà sẽ phát triển mà sẽ ấm trở lại vào cuối năm nay thì cái tình trạng mà cúng bái rồi trình đồng mở phủ vân vân và vân vân, mê tín dị đoan, một số hiện tượng cúng làm lễ các kiểu, thì lần cuối năm tôi nghĩ rằng là nó sẽ tăng trưởng trở lại. Quý vị cứ ngẫm mà tôi mà xem cái giai đoạn mà trong dịch ấy, và sau dịch ấy, kinh tế nó khó khăn nghèo khó, làm gì có ai đi chỉ mở phủ trình đồng đâu, làm gì có tiền đâu, làm gì có ai cúng bái đâu, hết tiền thì có ai cúng bái nữa, thầy nào cũng muốn cúng nhưng mà dân làm gì có tiền đâu mà đi xem bói, phải không quý vị? Nhưng đến cái giai đoạn này ấy, kinh tế có rồi thì dân lại bắt đầu đổ xô đi xem bói, và đi xem bói xong rồi là đổ xô là bắt đầu nghe phán xong rồi sợ xong rồi bắt đầu về vay tiền đi cúng. Tôi nhắc lại một lần nữa, hình thức lễ cúng là một nghi thức, nghi lễ, một dạng hình thức nhằm cầu đảo để thỏa mãn cái nguyện vọng, cái khát vọng về tâm linh, về tư tưởng của con người. Và đó là một cái dạng nghi thức, nghi lễ, chứ nó không quyết định đến việc rằng là thành hay bại của cái việc mình kêu cầu. Tôi nhắc lại một lần nữa, tất cả các dạng cúng đều như vậy. Cúng là một dạng nghi lễ, nghi thức, hình thức thôi, để nhằm thỏa mãn cái khát vọng, cái khát khao của con người với đấng vô hình nào đó, và giúp cho cái đàn tràng ngày hôm đó, cái buổi nghi lễ đó nó được trang nghiêm hơn. Thì cái lễ cúng đó bày biện đàn tràng làm sao cho nó tố hảo, đẹp đẽ, trang nghiêm. Còn việc cúng bái nó không thể giúp cho chúng ta thay đổi vận số, không thể giúp chúng ta vợ chồng bỏ nhau mà về được, càng không giúp được cho chúng ta rằng là cầu cái nọ được cái kia, thì cái đó là một hình thức mê tín dị đoan. Còn nếu cúng để bỏ có tiền, cúng để giúp cho cái tâm mình nó an, thôi thì cứ làm cho cái tâm mình nó an thì được. Nếu quý vị có tài chính thì mời quý vị nhờ các quý thầy thành lập cho một cái đàn tràng cúng Phật cúng Thánh, mà để cho tâm mình an, mà quý vị chấp nhận điều đó ngay từ đầu thì điều đó coi như là được. Còn nếu như mà bỏ ra 50 triệu, 100, 200 triệu mà cúng bái cho cái việc nọ việc kia mà nó được, thì có rất nhiều thầy hiện nay đã ngồi trong song sắt rồi. Đúng không quý vị? Đây là một hình thức trục lợi mê tín dị đoan. Quý vị hiểu ý tôi nói chưa nào? Do vậy bây giờ tôi quay trở lại cái vấn đề chính. Đó là rất nhiều trường hợp hiện nay là, quý vị thấy không, cuối năm rồi, dần cuối năm sẽ rất nhiều trường hợp nữa là đi cúng bái và đi lễ và đi mở phủ trình đồng. Tôi nói thật với quý vị, chưa có giai đoạn nào mà đến 8 năm nay, 7 năm nay, thưa quý vị, là cái thế giới đồng và cái thế giới thờ mẫu tam phủ của chúng tôi là nó loạn là như vậy. Tôi nói thật với quý vị, chưa năm nào, 8 năm nay nó quá loạn luôn.
Tôi nói các quý thầy nếu có nghe được video này vui lòng. Nếu mà thấy đúng thì quý vị, các quý thầy đừng có trách tôi nói thẳng. Và nếu ông nói sai thì quý thầy có thể không cần xem video này. Quý vị nhớ thôi. 8 năm nay, 7 năm nay trong cái thế giới tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của chúng tôi nó loạn vô cùng. Loạn đây nghĩa là gì? Là quý vị có thấy rất nhiều cái trường hợp lên sập công đồng hầu thánh sau đó lăn đùng ra ngất xỉu không? Rồi có những trường hợp là lên sập công đồng hầu thánh, hầu cả Tôn Ngộ Không, hầu cả giá chiến sĩ cách mạng không? Có. Quý vị có thấy những cái trường hợp lên sập công đồng hầu nhưng mà điên dở? Có không? Trên mạng có rất nhiều, đăng lên trên mạng rất nhiều đấy, rất nhiều cái tiêu cực. Loạn ở đây bởi vì sao? Bởi vì tôi muốn nói loạn đây là gì? Là rất nhiều những người là không phải là những người có căn số, có mệnh phải theo hầu Phật Thánh như chúng tôi. Nhưng mà vì một cái lý do nào đó, tôi cái ví dụ luôn. Một là do mong cầu lợi lạc. Hai là do vô minh bị các thầy lừa gạt. Mà tự nhiên nhập vào cái thế giới thờ mẫu tam phủ tín ngưỡng của chúng tôi. Cái trường hợp này xảy ra rất nhiều. Thứ nhất là chẳng có căn số gì cả, nhưng mà đi xem 10 thầy, 9 thầy nói căn số. Thì thôi, thấy thầy nói căn số là cũng sợ, cũng đi ra trình đồng mở phủ. Chút nữa tôi sẽ nói sơ bộ, buổi sau tôi sẽ nói rõ hơn về cái vấn đề đồng. Ở chút nữa tôi sẽ nói sơ bộ về cái vấn đề trình đồng mở phủ. Trường hợp thứ hai nữa là vì mong cầu lợi lạc, mong cầu cho mệnh mình nó yên, mong cầu cho mình buôn bán làm ăn nó phát tài phát lộc, nó thoát cảnh nợ nần nghèo khó, mà các thầy phán phải ra trên đồng mở phủ đi trình cha trình mẹ cho mắt cửa mắt mặt mắt mày mắt mặt, cho mệnh nó yên, số nó định, để cho mà làm ăn cung tài lộc mở. Thế là cũng ra trình đồng mở phủ, mặc dù không có căn duyên, không có số mệnh phải thờ tam tứ phủ, phải thờ mẫu thờ thánh. Quý vị phải hết sức lưu ý cái điểm này. Mà nếu như quý vị đi xem ở đâu thì tôi nói thật với quý vị là đến 10 thầy thì bây giờ phải 10 thầy đều nói rằng là có một cái bài chung, đó là căn cao số nặng, có căn số. Tôi nói thật với quý vị, từ thời xưa khi tôi còn chưa làm thầy, người ta cũng có thầy cũng nói rằng là tôi phải có căn số, tôi phải đi hầu cha hầu mẹ rồi mở phủ. Trong đầu tôi lúc đấy tôi chỉ có ước mút một điều thôi, lúc đấy tôi chỉ ước rằng là tôi có cái căn, nhưng mà là căn biệt thự. Và thế nào trời xui đất khiến, thế nào bây giờ mình cũng có được mấy căn. Thì tôi nghĩ rằng là thôi thì mình chắc là phố xúc phúc của mình là may mắn, thì các cụ ngày xưa là mình nguyện như thế, mình ước như thế, thì bây giờ nhà Phật nhà Thánh độ cho mình được có sức khỏe, cái trí tuệ là mình bây giờ có cái căn biệt thự. Còn thời xưa cũng rất nhiều thầy đi xem bói, hồi mà tôi còn học sinh viên mà đi làm, tôi cũng đi xem bói một số nơi. Nghe đâu nói hay, trên mạng đâu nói hay thì mình đến xem, và các thầy cũng đều căn phán rằng tôi có căn số phải ra trình đồng mở phủ. Nhưng quý vị thấy không, đến thời điểm hiện tại tôi cũng chẳng có trình đồng mở phủ, và tôi cũng không có trình đồng mở phủ ai cả. Nhưng tôi lại là cái người mà tôn trọng, gìn giữ, phát huy và hoằng dương tín ngưỡng thờ mẫu và những người đồng thầy chân chính. Quý vị phải lưu ý điều đó. Tôi không bài xích cái đó, tôi ủng hộ cái đó. Nhưng mà tôi ủng hộ những việc làm chân chính và những việc làm có cơ sở và có trí tuệ. Tôi không ủng hộ những cái hình thức của những con người mà trục lợi từ mê tín dị đoan. Nãy tôi vừa lượt qua có hai cái trường hợp mà rất nhiều người hiện nay đang nhập vào thế giới đồng và cái thế giới thờ tam tứ phủ của chúng tôi. Là có hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là cái trường hợp mà đi đâu cũng bị phán. Đi đâu cũng bị phán. Và phán nhiều quá thành lo. Lo quá thôi thì ai nói cũng, ai đến đi xem ở đâu cũng bị phán. Phán chắc là ở đâu người ta cũng, thầy nào nói đúng chắc là mình có căn thật. Thế thì thôi về nhà đi vay tiền trình đồng mở phủ. Mà trình đồng mở phủ bây giờ đâu có rẻ đâu. 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu, rất nhiều thầy đến 300 triệu cũng có. Đã nghèo rồi mà vay tiền đi làm cái lễ đấy nữa thì tiền đâu mà sinh nhai đây. Mà mở xong đâu có hết đâu. Có những người là năm sau lại mở tiếp, à năm sau lại phải hầu tiếp, năm sau lại vấn tiếp lại 100 triệu nữa. Trường hợp thứ hai nữa là trường hợp đó là vì mong cầu lợi lạc của bản thân mình
mà chấp nhận bước vào cái thế giới của chúng tôi mà không hề hiểu. Chấp nhận bước vào thế giới của chúng tôi. Bởi vì đi xem các thầy nói rằng là muốn yên mệnh, yên căn, yên số, mà muốn cho làm ăn phát đạt bớt, muốn cho không bị tán tài, tán lộc, muốn cho cung số, vận mệnh nó được mở mang thì phải ra chỉnh cha, chỉnh mẹ, phải ra hầu Phật, hầu Thánh, phải chỉnh đồng mở phủ. Thế là cuối cùng là muốn rằng mình làm ăn buôn bán thì cũng lao ra chỉnh đồng mở phủ. Cái trường hợp này, những tôi nói thật quý vị là những người làm buôn bán, đặc biệt là các bạn nữ thời nay là làm bán quần áo rồi làm thẩm mỹ rồi vân vân đấy, và rất đặc biệt là một số người làm buôn bán thì hiện nay mọc đồng nở ra như nấm, bởi vì người ta khao khát cái điều đó, người ta mong muốn rằng là người ta đổ lỗi cho cái việc là cái số của người ta đen, người ta mất tiền, người ta khổ là đổ lỗi cho tại là gì, tại căn số, tại căn số, cho nên là người ta mong muốn rằng người ta thoát được cái cơ hành nó đi thì người ta ra chỉnh cha chỉnh mẹ. Mà người ta không có hiểu rằng là bản thân họ không có tu tâm tích đức, bản thân họ hưởng hết phước rồi đến bây giờ nó phải trả nghiệp thôi. Nhưng mà gặp phải các thầy là các thầy dọa cho vài câu là sợ. Thì hiện nay thì thế giới đồng của chúng của bước vào thì như chúng tôi thì thờ thế giới, thờ Tam Tứ Phủ, thờ Thánh Nhân nước Nam của chúng ta, tín ngưỡng thờ mẫu của chúng tôi ấy, là hiện nay thì vừa rồi cũng rất nhiều cái công văn của cục di sản rồi Bộ Văn hóa cũng rất nhiều cái trường hợp đưa ra để mà nhằm chỉnh đốn cũng như là nhằm để nhắc nhở những cái hoạt động tín ngưỡng thờ Tam Phủ của chúng tôi là được một cách nó chính quy, một cách nó quy củ và nó bớt là mê tín dị đoan đi. Hiện nay thì đây là một cái vấn đề rất đáng quan tâm của Bộ Văn hóa, mà chúng tôi là những người mà thường xuyên sát sườn với các anh chị ấy, chúng tôi nhận được rất nhiều cái thông tin từ phía đó. Và chúng tôi là một trong những người hoạt động về tín ngưỡng thờ Tam Phủ của người Việt, cho nên là chúng tôi cũng thường xuyên là nắm bắt rất nhiều cái tình hình bất cập và nhạy cảm của những người hoạt động tín ngưỡng Tam Phủ trên mạng. Tôi nói với quý vị này, quay trở lại cái vấn đề tôi muốn nói với quý vị liên quan đến cái vấn đề ma đồng. Cái ma đồng tại sao tôi phải nói vừa rồi, tôi phải nói dẫn chứng cái vừa rồi. Bởi vì cái vừa rồi nó chính là liên quan đến cái ma đồng. Bởi vì khi tâm con người động cái vọng niệm là lòng tham sinh khởi, sự vô minh sẵn có cộng với lòng tham sinh khởi thì tự nhiên sẽ thu hút những cái thế lực, những cái chân linh bất chính họ tìm đến với quý vị. Họ tìm đến quý vị thì họ sẽ quay ra là tác động vào quý vị và hành quý vị. Và cái hành quý vị thì các thầy lại phán rằng là bị cơ hành. Mà đúng là hành thật. Hành điên, hành dại, hành khổ. Sợ quá đi ra chỉnh đồng mà phủ. Có rất nhiều cái trường hợp hiện nay mà quý vị có thể thấy chính quý vị và bạn bè quý vị khi quý vị đi đến đền phủ, chùa, những nơi tâm linh, quý vị thường thấy có những cái trường hợp đó là bị ốp, bị nhập, rồi múa may quay cuồng, rồi nhảy múa hát ca. Và quý vị có thể thấy rằng là khi mà xem các giá là có những người là không kiểm soát được bản thân mình. Đến cái giá đó là bắt đầu là nhảy tưng tưng rồi, múa may quay cuồng rồi. Thì bằng cái con mắt phàm gian ấy, thì 100 người và 99 thầy đều nói rằng bạn này sát căn sát số. Sát quá rồi, nhà ngài bắt sát quá rồi, phải ra trình đồng mà phủ đi. Cái trường hợp này được quý vị thấy rất nhiều khi mà quý vị đi lễ đền chùa hoặc là quý vị đi dự các giá hầu đồng. Nhưng dựa trên cái sự nghiên cứu và cái con mắt phương diện của chúng tôi đang nghiên cứu và trải nghiệm ấy, thì cái trường hợp này được gọi là ma hành và ma đồng hành. Nó chia ra làm hai loại, ma hành và ma đồng hành. Ma hành là cái trường hợp mà nó ốp nhập quý vị và nó có thể là
xưng là gia tiên, xưng là ông nọ bà kia thần thánh, về nó phán quý vị bắt quý vị phải làm cái nọ làm cái kia. Và có một giai đoạn là quý vị chỉ có ăn chay được thôi, và có cái giai đoạn có người thì lại bị rằng chỉ có ăn mặn được thôi. Đây là một cái trường hợp bị ma nhập, tổ hòa nhập ma, bị thoát hồn, bị đoạt vía, bị một cái chân linh khác, một cái hương linh khác, một cái linh hồn khác xâm nhập vào cơ thể mình, điều khiển hành vi cử chỉ và trí tuệ của mình. Đây trường hợp về xảy ra rất nhiều, dẫn đến cái trường hợp đó là tự tử, tiêu cực, chán nản, ghét bỏ người khác, bực tức, nóng nảy, mắt đào điên. Tán khí thì bị nhập ma, cho nên là cơ thể thì yếu ớt, nhợt nhạt, vân vân. Thì trường hợp này là trường hợp bị nhập ma. Trường hợp thứ hai nữa tôi muốn nói là ma đồng nhập, đó là cái trường hợp là quý vị đi lễ hoặc đi dự các khóa hầu hoặc đến điện tư nhà các thầy, về nhà sau đó bị những con chân linh này nó theo thì nó nhập vào quý vị được, là bắt đầu nhảy múa hát ca rồi, là cứ nhạc đồng lên là nhảy tưng tưng múa tưng tưng ngay. Và đi xem các thầy đều nói rằng là phải sát căn gia trình đằng mà phủ. Đây thể hiện một sự vô minh của một số thầy, tôi nói là vô minh. Bởi vì theo quan điểm mà chúng tôi nghiên cứu đến nay á, đấy không có ông thánh nào mà đi nhập vào dân và đi nhảy tưng tưng như vậy cả. Các vị thần thánh là một đấng siêu hình, có sự oai nghi, và thiên có thiên điều, âm có âm quy, dương có luật dương. Do vậy, một trong những cái thiên điều cấm kỵ đó là gì? Là thần thánh nhập vào thân xác phàm khi còn uế tục và trước thanh thiên bạch nhật. Đây là một trong những hiện tượng cấm kỵ phạm vào thiên quy, thì các vị thánh vị thần ấy cũng bị xử tội cũng như dân. Đây là trên cái phương diện con mắt của chúng tôi và thực tại chúng tôi đã nghiên cứu và làm việc trong nhiều năm qua. Mà nếu như thánh hay là ông thần nào đó muốn ốp vào thân xác của người phàm thì cần phải, cái người phàm đó cần phải có một thời gian dài. Thứ nhất là phù hợp với nguồn năng lượng của nhà ngài, tương thông một nguồn năng lượng đó thì mới có thể ốp được vào. Vấn đề thứ hai nữa, thân thể của cái người đó phải được tịnh giới trong thời gian dài để không còn ô uế của thân xác phàm trần, thì mới tự cùng được cái nguồn sóng năng lượng của các vị thánh thần. Vấn đề thứ ba nữa là nếu như các ngài có ốp vào để dạy, để bảo, để khai trí tuệ thì sẽ không ốp vào người ta giữa thanh thiên bạch nhật, giữa nhiều người như vậy. Đây là một hình thức lộ thiên điều, phạm vào thiên quy là không được phép. Do vậy, cái trường hợp mà đi đền, đi lễ, đi chùa, đi dự hầu, đi đền, đi điện, về nhà mà cứ bị vong ốp, nhảy múa quay cuồng thì tôi nói thật với quý vị, đây là trường hợp bị ma đồng. Tại sao tôi nói là ma đồng? Là một dạng chân linh được ăn mày ở cửa điện nhà các thầy hoặc được lai vãng ăn mày cửa đền. Cái chân linh này họ cũng rất thích và rất thích nghe nhạc hầu đồng và cũng rất thích xem hầu đồng. Nó giống như người dương mình ấy. Thưa quý vị, là người dương chúng ta cũng có rất nhiều người cũng rất thích đi xem hầu đồng. Có đúng vậy không ạ? Kể cả các cụ, ông bà, các bác nhà mình già rồi nhưng có rất nhiều người cũng rất thích nghe nhạc hầu đồng. Và kể cả các bạn trẻ cũng có rất nhiều bạn cũng rất thích đi xem hầu đồng. Đây là một dạng sở thích, một cái cơ duyên, một dạng sở thích. Nó giống như mình nghe nhạc vậy thôi. Có những người thích nghe nhạc Chầu Văn, có những người lại thích nghe nhạc vàng, có những người thích nghe nhạc Sơn Tùng MTV, và có những người thích nghe nhạc Jack 97, có những người thích nghe nhạc Trịnh Công Sơn. Đây là một dạng sở thích. Thì ở người âm, các dạng chân linh cũng vậy. Kính thưa quý vị, là đình đền chùa miếu phủ nghĩa trang là những nơi quy tập nhiều chân linh nhất. Do vậy, tại đây có những chân linh được ăn mày cửa đó, cửa Phật, cửa Thánh, mà theo thời gian thường xuyên nghe và xem người phàm hầu thánh, nghe nhạc Chầu Văn hầu đồng. Cho nên các chân linh này cũng rất thích và đam mê, thậm chí là nghiện hầu đồng. Và qua quá trình nhiều năm ở đấy thì các chân linh này được tiếp thu và lĩnh hội được các giá
Và đến khi đủ một cái cơ duyên, đủ một cái năng lượng nhất định thì chúng bắt đầu mới đi tìm những người yếu vía để giả thần giả thánh ốp vào người đó, để người đó đi hầu đồng, để cho người đó trình đồng mở phủ, lập điện tư để thờ cái vong linh đó. Cái vong linh đó ban đầu là cái vong linh lai vãng ăn mày cửa Phật cửa thánh. Sau này khi mà gặp được kẻ người vô minh thì bắt đầu ốp vào người ta, giúp cho người ta có năng lượng có thể xem được, giúp cho người ta có năng lượng là lên sập công đồng, là múa không lệch một tí nào, thậm chí không một ai dạy, không cần đồng thầy hướng dẫn, nhưng mà cũng múa rất dẻo, hầu rất đúng giá, bởi vì qua nhiều năm ở đền ở điện, cái vong linh này đã quá thuộc bài rồi. Do vậy khi ốp vào cái người trần này, đến ngày ra trình đồng mở phủ là cái người trần gian này, cái tân đồng này là cứ thế là hầu rất dẻo rất đúng. Và người ta lại nghĩ rằng sát căn sát bóng nhà ngài. Đây là một hiện tượng rất là nguy hiểm. Và cứ nghĩ rằng là mình đang thờ thánh. Rồi, Facebook Nguyễn Thế Thuận đã quay trở lại. Tôi xin nói tiếp là đến cái vấn đề mà khi mà cái chân linh này, cái ma đồng này, nó giả thần giả thánh, các thầy cố tình bịp người đời và không có thiên nhãn, cố tình bịp người đời, người ta đã khổ rồi, bắt người ta ra trình đồng mở phủ, mất từ 50 triệu, 100 triệu nữa để đi thờ ma thờ quỷ. Do vậy cho nên là quý vị phải hết sức lưu ý là những cái trường hợp quý vị và bạn bè quý vị đi xem hầu đồng hoặc đi đền đi phủ đi chùa mà cứ bị ốp, cứ bị múa may quay cuồng, nghe cái nhạc hầu đồng là quý vị chầu văn, là quý vị đã dạo dực người lên và muốn múa may quay cuồng rồi, không kiểm soát được hành vi cảm xúc của mình nữa, thì tức là về mặt ý thức hệ, về mặt linh hồn của quý vị đang bị một dạng linh hồn khác, năng lượng khác điều khiển cơ thể quý vị và điều khiển não bộ quý vị. Quý vị không còn là 100% của quý vị nữa. Vì vậy cho nên quý vị phải hết sức lưu ý, đây là hiện tượng bị ma đồng chứ không phải là sát căn sát số. Nếu những người căn số thực sự giống các cụ thời xưa ấy, mà tôi được biết ấy, đến thời nay những người tôi được biết ấy, thì thường là họ là những người giữ được đạo hạnh, giữ được giới rất giỏi, và họ được thọ rất nhiều kiến thức và giới hạnh của nhà thánh khi nhà thánh dạy ở người ta. Và thường ấy, là người ta có một dạng năng lượng đặc biệt, những người có căn số. Tôi phải nói qua căn số ở đây là gì, là cái số của mình nó có căn, người ta gọi là căn số. Vậy cái số của mình có căn tức là gì? Căn ở đây tức là gốc rễ. Vậy cái số phận của mình nó có cái gốc rễ từ đâu? Thì người ta gọi đó là căn số. Vậy căn số như thế nào thì buổi sau tôi sẽ nói rõ hơn. Có những người là đồng dương và có những người là đồng âm. Tức là có những người đi hầu đồng mở phủ là cuộc đời người ta phải làm việc tâm linh, là làm việc âm, gọi là đồng âm. Và có những đồng thầy, đồng cô, đồng cậu là không phải làm việc tâm linh mà chỉ cần làm việc dương mà đi hầu đồng thì gọi là đồng dương. Đồng có hai, đồng âm và đồng dương. Còn tại sao lại như vậy và nguyên cơ nào dẫn đến đồng âm đồng dương thì buổi sau tôi sẽ nói rõ hơn. Buổi này tôi tập trung nói đến vấn đề đó là ma đồng. Vì vậy cho nên nếu bạn bè quý vị và anh chị quý vị và chính quý vị, họ hàng quý vị mà đi đền phủ, đi đền chùa mà bị dạng ốp như vậy và múa may quay cuồng và không kiểm soát được hành vi hành động của mình, thì đây quý vị hiểu rằng quý vị đang bị một dạng chân linh vô hình xâm nhập vào cơ thể của quý vị, điều khiển hành vi quý vị, chứ không phải là thánh cơ hành ở đây, mà đây là ma quỷ hành. Nhưng mà tại sao các thầy lại phán rằng cơ hành, tại sao các thầy phải bắt bằng, phải nói rằng là sát căn sát số phải ra trình đồng mở phủ ngay, nó không điên dại. Các thầy nói như vậy là có nguyên do của các thầy. Bởi vì tôi nói thật với quý vị, cuộc đời làm thầy, nếu như là chỉ làm việc âm, nếu như mà không xem bói, không cúng bái cho người ta, thì lấy đâu ra tiền để mà sinh nhai. Nếu như các thầy mà không có đồng con, thì lấy đâu ra đệ tử, lấy đâu ra danh gia diện. Không mở phủ thì các thầy lấy bao tiền? Một canh đàn mở phủ, cái gì nó cũng phải có rõ ràng.
thầy phải có công của thầy, đàn tràng sửa biện cúng thánh cúng Phật cúng thần thì nó có giá của nó, nhưng các thầy cũng phải lo cơm áo gạo tiền cho gia đình, lo hương nhang đèn khói sớm khuya phụng thờ thánh Phật tại điện nhà các thầy, các thầy cũng phải có công. Điều đó là đúng, điều đó các anh chị phải ghi nhận là phải đúng, bởi vì thầy người ta ra mở phủ cho quý vị là phải có công của thầy chứ. Một đàn 100 triệu thì thầy có khoảng 5 triệu, 10 triệu hay là 30 triệu hay là 40 triệu công của thầy là có. Đấy là cái quyền hiện hiển nhiên của các thầy rồi. Còn số còn lại là sắm đàn cho các đồng con. Cái đây là sự thật mà ai khi mà bước vào thế giới của chúng tôi, bước vào thế giới tín ngưỡng thờ Tam Phủ, mẫu Tam Phủ của chúng tôi đều phải hiểu cái đó. Do vậy nếu như không phán quý vị có căn có số, nếu như không đẻ ra đồng con thì lấy đâu ra đệ tử, lấy đâu ra tiền. Nếu chỉ trông mong vào cứ một ngày ngồi, cả ngày ngồi nói sùi bọt mép ra, một ngày được 10 người mỗi người đặt lễ cho 50, 100 nghìn thì lấy đâu ra tiền để mà lo xây nhà, xây điện, lo cho con ăn học. Do vậy hiện nay rất nhiều trường hợp là xem cho người đời, sau đó là dọa và cúng và bái để các thầy có thêm thu nhập. Cái đó thì đúng hay sai tôi không dám nói. Mỗi thầy mỗi pháp, mỗi thầy mỗi việc. Đó là việc của các thầy thì các thầy cứ làm. Tôi không có nói đúng hay sai. Đúng hay sai do tự các anh các chị, người đời và pháp luật nhìn nhận. Còn cái vấn đề tôi muốn nói đây, tại sao gặp thầy nào người ta cũng phán quý vị là có căn có số phải ra trình đồng mở phủ? Bởi vì phải làm như vậy thì các thầy mới có thêm đồng con, mới có con thêm đệ tử. Nhưng mà tôi hỏi quý vị, có bao nhiêu người thầy, có bao nhiêu đồng con đang ngồi đây được các người thầy giáo huấn cho quý vị, để dạy cho quý vị về giới, về luật, về lễ nghi trong thờ mẫu Tam Phủ của chúng ta? Hay là thời nay là chỉ đẻ đồng ra nhiều cứ nhan nhản, rồi thành lập đoàn đi lễ, đi trình cửa nọ, đi trình cửa kia, đi kêu cửa thánh, đi lạy cửa cô, nhưng không hề có thời gian, không hề các khóa để ngồi giáo huấn, huấn dạy cho các đồng con đệ tử về các lễ nghi phép tắc, cái giới luật khi bước vào cửa thánh là tôi thấy rất ít. Tôi chỉ cần nhìn các cô tân đồng, các cậu tân đồng lên mạng ngồi nói thuyết giảng thuyết pháp hoặc là chia sẻ kiến thức như chúng tôi mà ngồi mà miệng nhai bỏm bẻm, tôi đã thấy rằng cái người này thiếu đi cái đức hạnh. Tôi đã thấy là cái người này là không được thầy của người ta huấn dạy về các phép tắc lễ nghi trong giới luật khi bước vào cửa thánh. Hay nhìn các cô tân đồng cậu mới, nhìn thấy họ lên mạng nói xấu, comment vào các bài nói xấu người khác, họ thấy rằng những con người này không có đạo đức và không được người thầy huấn dạy. Hay nhìn các cô tân đồng lính mới là up những bức ảnh hở thân, hở thể, hở mông, hở ngực lên mạng, tôi lại thấy rằng những người này không được các thầy của họ huấn dạy về các giới, các luật khi bước vào trở thành lính ghế của nhà thánh, là các anh các chị đã không được thầy các anh chị dạy bảo một cách đến nơi trốn rồi. Một khi đã bước vào cửa thánh hay cửa Phật thì cái oai nghi diện tướng là phải giữ. Tứ oai nghi, ngũ oai nghi là phải giữ. Trong đó cái việc là phát ngôn trước đại chúng là phải uốn lắng, là phải được đoan trang. Rồi về thân thể là nữ nhi thì phải được giữ gìn, không được hở thân thể trước đại chúng. Đây là một trong những giới luật bắt buộc khi bước vào cửa thánh cửa Phật. Cửa Phật thì tôi không rõ, bởi vì tôi không có quy, tôi không có xuống tóc đi tu. Nhưng mà cửa thánh như chúng tôi đã bắt buộc phải như vậy. Quý vị có thấy khi nào tôi ngồi, tôi mặc quần áo hở hang live stream nói với quý vị không, hay đăng những bức ảnh của tôi hở hang lên không? Đây là một trong những cái giới luật bắt buộc khi bước vào cửa thánh. Đã bước vào cửa thánh, đã đi theo hầu cận nhà ngài là phải giữ được cái oai nghi và sự tôn nghiêm của nhà thánh. Do vậy là nữ nhi không được phép up những bức ảnh hở hang hay những video hở hang lên mạng, khoe mẽ thân thể. Nhưng mà hiện nay thì đến 60-70% các cô tân đồng lính mới là thường xuyên
ngày mai đi up bikini lên mạng, ngày kia đi hầu đồng, hầu đồng xong về nhà lại up bikini lên mạng. Tôi không có hiểu. Một khi các anh các chị trước khi bước vào cửa thánh là phải được học qua về giáo luật, học qua về giới luật khi bước vào cửa thánh. Nếu như học rồi mà cảm thấy rằng cái giới luật này khó quá thì đừng có bước vào cửa thánh nữa. Còn nếu như mà học rồi, hiểu rồi mà bước vào cửa thánh mà không làm được thì tôi khuyên các chị, anh các chị hãy giải đồng đi. Ngày hôm nay đừng vì 300-400 cái like trên mạng khi mặc cái bộ quần áo hầu đồng lên người, đừng vì 300-400 cái lời khen đó mà tiếp tục sai phạm, phạm vào thiên quy giới luật của nhà thánh, thì sau này cái nghiệp của anh chị về hậu vận cực kỳ xấu. Đừng có mượn áo thánh, đừng có mượn bóng thánh ra lên làm xưng cô xưng cậu, sau đó không giữ được oai nghi, sống không tu tâm dưỡng tính được của mình, mà làm ảnh hưởng đến thanh danh diện mạo oai nghi của nhà thánh, thì sau này đời có anh cái chị về hậu vận và con cháu anh chị sẽ gặp rất nhiều biến cố. Do vậy tôi chỉ cần nhìn vào những cái anh chị tân đồng linh mới, tôi biết ngay là họ có đi đúng nơi hay không, họ tìm đúng thầy hay không, vì bản thân họ hầu hết là do các thầy phán ra thôi chứ không phải là thánh thần bảo ra. Có những người là thánh thần bảo ra vì cơ duyên mà ra, nhưng mà ra xong thì họ thường xuyên được một cái trí tuệ đặc biệt, là thường xuyên được nhắc nhở và thường xuyên được giáo huấn một cách đầy đủ, giữ được oai nghi, giữ được đức hạnh khi mà làm cô làm cậu làm thầy. Quý vị đừng nghĩ rằng chỉ đẹp, chỉ oai nghi khi bước mặc bộ áo thánh bước lên sập công đồng. Quý vị sai lầm hoàn toàn. Đã bước vào cửa thánh môn, một ngày bắc ghế hầu thánh, một ngày phủ khăn phủ diện vái khánh thánh ba lạy, đã là một ngày đó quý vị đã phải giữ được giới luật rồi. Chứ đừng có nghĩ rằng là lên sập ngày mai tôi đẹp thì tôi mới cần. Cái chuyện đó là không phải. Quay trở lại cái vấn đề đó là gì? Là nếu như quý vị còn vô minh đến như vậy ạ, thì quý vị còn tiếp tục bị lừa đảo, quý vị còn tiếp tục bị trục lợi, và quý vị tiếp tục bước phạm vào những sai lầm rất nguy hiểm. Ma đồng nó nhập vào quý vị, nó hành quý vị điên dở, thầy bảo ra mở, đúng. 99 người hoặc là 90% những người bị ma đồng hành kiểu đó mở phủ xong, hầu đồng xong khỏe, cái chuyện này đúng. Tôi công nhận là đúng. Bởi vì tại sao? Bản chất cái ma đồng đó, nó muốn quý vị phải thờ nó, nó muốn quý vị đi theo cái con đường này để được cưng, nó được cưng phụng, để nó được giải quyết cái sự khát khao của nó. Do vậy khi mà quý vị bị nó hành nó điên dở, mà quý vị được ra trình đồng mở phủ về nhà lập điện tử, là nó sẽ tha cho quý vị, nó sẽ không hành quý vị nữa. Nhưng cuộc đời quý vị từ giây phút đó là hầu thánh hay là hầu ma hầu quỷ thì câu trả lời tự quý vị trả lời giúp tôi. Còn những người mà có duyên với nhà thánh, có căn số thực sự, sẽ được nhà thánh xe duyên tìm đến những người thầy chân tu, những người thầy có đức hạnh, có giới luật, hoặc sẽ được nhà thánh trực tiếp truyền dạy giới luật, kiến thức để cho họ tự tu. Bởi vì lính ghế của ngài thì ngài dạy chứ, mà ngài không có thời gian dạy thì ngài sẽ tìm cho những người thầy lính ghế của ngài có tài, có đức hạnh để mà dạy. Còn nếu như bước vào cửa thánh mà không có hiểu gì về luật, về giới, về oai nghi, lễ nghi của nhà thánh thì đây không phải là những người có duyên với nhà ngài. Do vậy tôi mong muốn rằng quý vị hết sức lưu ý cái trường hợp là bị ma đồng hành. Ma đồng là một cái dạng như vậy. Và đối với những cái thành phần như thế này thì khuyên bảo chúng rất khó. Cho nên đối với những người chúng tôi là phải dùng đến pháp lệnh, dùng đến một dạng năng lực đặc biệt, nghiêm khắc trừng trị. Còn nếu như buông tha thì về nhà chúng lại tiếp tục đi hành những người khác. Cho nên những người mà thường xuyên bị ốp nhập mà không kiểm soát được là đang bị âm nhập vào cơ thể mình. Tức là trong người mình đang tồn tại hai dạng năng lượng, hai linh hồn khác nhau. Cho nên chúng điều khiển tâm thức, hành vi, cử chỉ và lời nói của chúng ta. Hoặc là chúng xui chúng ta đi tự tử, làm những việc ác, làm những việc không tốt, hoặc
chúng xui chúng ta đi trình đồng bảo phủ. Hầu hết là do bởi ma đồng và bởi cái sự vọng cầu lợi danh. Cho nên là bây giờ là người ta đi ra hầu đồng, đi theo thờ thánh mẫu là không có mấy ai giữ được oai nghi và không có mấy ai là làm tốt được cái việc phụng thờ thánh tiên cả. Nhất là các tân đồng tính mới khoảng 7-8 năm nay. Nhiều vô kể, thưa quý vị, là trước năm 1000, trước năm 2000 thì những người làm thầy và những người đồng chỉ còn ít. Nhưng mà từ cái thời mà đất kinh tế đất nước nở rộ từ năm 2005, 2010 đến nay là bắt đầu là nổ rất nở rộ. Và tại sao lại sinh ra nhiều đồng đến như vậy thì tôi sẽ nói một video sau, bởi vì tôi đã nói rồi, đồng có hai dạng, đồng âm và đồng dương. Hiện đồng thì có, tại sao sinh ra đồng âm và đồng dương mà tại sao nhiều như vậy thì video sau tôi sẽ nói sau. Còn video này tôi muốn nói với quý vị rằng những người bị như vậy không, chưa chắc đã phải là do thánh hành, chưa chắc đã phải là sát căn sát bóng. Tôi nói với quý vị như vậy. Mà cẩn thận, đó là một dạng ma đồng đang theo và đang nhập vào quý vị để yêu cầu quý vị ra mở phủ trình đồng để phụng thờ chúng. Tôi nói nhắc lại, phụng thờ chúng. Biến chúng từ một chân linh lang thang cơ nhớ ăn mày cửa điện, cửa đền mà trở thành một thần chủ ở nhà điện của quý vị. Quý vị thấy hay không? Chúng hành quý vị đều có nguyên do của chúng hết. Không phải tự nhiên cái vong đấy nó hành quý vị đâu. Khi nó sống đủ lâu, nó tích đủ năng lượng thì nó bắt đầu đi tìm cho nó một thế giới riêng, xây dựng cho nó một cái vô, một cái thế giới riêng. Một thế giới ấy nó là thần chủ của một ngôi điện. Và nó phải tìm những người yếu bóng yếu vía, nhẹ bóng nhẹ vía để nó ốp, nó nhập, để nó dọa, để nó lừa gạt, để nó cho một chút năng lượng soi bóng, soi nọ, soi kia được. Và bắt đầu là mở phủ. Quý vị có thấy rằng có rất nhiều trường hợp là quý vị đến là một số nhà soi được âm nhưng đến điện là người ta rất đau đầu không? Đấy là điện âm. Thờ thánh, thờ là vọng tưởng, là vọng, là tưởng. Tức là gì? Là tưởng nhớ, là phụng thờ, là tri ân các ngài từ xa. Chứ thờ thánh không nhất thiết là phải là gì? Là thánh sẽ ngự ngay tại đó. Cho nên chính vì thánh không có ngự ngay tại đó cho nên là sinh ra điện thờ. Nó có dạng là điện thờ âm và điện thờ thiên. Điện thờ thiên là điện thờ mà có bóng thánh giáng. Thì nơi đó tỏa ra hào khí, oai nghi, linh thiêng và dễ chịu. Còn điện thờ âm là có thờ thượng thánh nhưng mà toàn chân linh và toàn người âm ở đó. Bước vào thấy âm u, đau đầu, tức ngực, khó thở. Thì ở nơi đó hội tụ rất nhiều khí âm. Thì toàn là chân linh ở đấy thôi. Rất nhiều chân linh ở đó. Do vậy đến các điện tư là quý vị có thể để ý cho tôi, cả một số ngôi đền nhỏ, quý vị bước vào quý vị cũng thấy rằng là gì, cái luồng khí âm ở đấy rất là lạnh, rất là mạnh. Do vậy khi mà các chân linh người ta bắt được một cơ thể nào đó, một con người đó yêu bóng vía mà nó lừa gạt, nó dẫn đến những cái ông thầy mà cũng lừa làm tiền, không có tâm đức, thì gặp cái ông thầy đó là ra mở phủ thôi. Mở phủ theo thầy vài năm là thầy bảo là ngả quẻ này ngoả kiểu kia ra, là ngồi nhà bắt đầu ung dung xem đùi xem bói thôi. Là bắt đầu làm thầy thiên hạ rồi. Chưa một nổi một năm cắp chấp táp theo thầy, chưa nổi ba năm học giới luật, học thiên điều, thì đừng có mong rằng ra làm thánh, làm thầy, làm cô thiên hạ. Tôi nói thật với quý vị, thời này rất nhiều người như vậy. Một năm thôi ra làm cô làm thầy thiên hạ rồi. Nhưng mà không có hiểu và không có giữ được giới luật. Sáng đi cúng cho dân, tối lên ba chơi bời. Sang ngày hôm sau là cả gia đình du lịch, up ảnh bikini lên mạng. Hiện nay thời nay rất nhiều người như vậy. Chúng tôi xem mà chúng tôi chỉ biết lắc đầu thôi. Thôi thì phúc ai tu người đó hưởng. Mình cũng chẳng phải là cơ quan chức năng, mình cũng chẳng, đến bộ văn hóa bây giờ còn chẳng phanh lại nổi cái tình trạng là trình đồng mở phủ, mình phanh làm sao được. Bây giờ các ngài cũng đang có những cái nghiên cứu và đang những để mà đưa ra được sau này có những cái quy phạm để mà hoạt động tín ngưỡng nằm trong một cái mức mà có thể quản lý được. Đấy, bộ văn hóa bây giờ vẫn đang đưa ra những cái đề án như vậy đấy. Nhưng mà xây dựng được cái đề án này chắc 10 năm nữa, chưa chắc đã xong.
Do vậy cho nên tôi mong muốn rằng là quý vị nhìn thấy những người thầy, người cô trên mạng, mà những người mà người ta mặc áo thánh, mà người ta dùng những câu từ hành động không chuẩn mực, thì quý vị đừng vội xa rời các vị thánh của chúng ta. Thường là quý vị thấy rằng là ôi, cô kia cậu kia làm thầy mà tại sao nó ăn tục nói bệnh, sao mà chơi bời thế. Và từ những cái hành động đó, những cái tấm gương đó sẽ khiến cho người đời chúng ta là xa rời và thấy sợ bên thánh, sợ bên mẫu, mà lại quay ra tín Phật hơn. Mà quý vị hãy bình tâm lại và quán chiếu rằng những người đó mặc áo thầy, thờ tượng thánh, nhưng hãy bình tâm lại, họ chưa chắc đã phải là lính ghế nhà thánh, chưa chắc đã phải thánh chọn, mà là do ma tà chọn. Có lối sống, qua cách hành xử, cách làm việc bôi nhọ thanh danh nhà thánh. Chứ còn thánh nhân của dân tộc nước Nam chúng ta thanh tiết, thanh tịnh, công đức vô lượng, vạn trượng, thương dân như con. Quý vị phải nhớ tôi. Nếu những người thực sự căn số do nhà thánh dạy bảo đào tạo, chấm để ra làm việc tâm linh, làm thầy thiên hạ, thì những người đó sẽ được nhà thánh trực tiếp dạy bảo đào tạo, trở thành những người thầy có đức, có tài, để mà làm rạng danh nhà thánh, để mà ích ra lợi quốc, an dân, an ban xã tắc, giúp cho đất nước được ổn định. Thì những người đó mới là người thực sự có căn số và chân mệnh liên quan đến nhà thánh. Quý vị lưu ý giúp tôi điều đó. Còn những cái trường hợp mà mặc áo cô, mặc áo thầy, mặc áo cậu, nhưng lên mạng chửi bới, văng tục chửi bệnh, những cái hành vi lối sống không được chuẩn mực, và thường xuyên dọa người ta, người đời phải cúng, phải bái, nếu không thì sẽ bị thế nọ thế kia, đều là những cái trường hợp không phải là căn số của nhà thánh, mà là giả danh căn số, giả danh bóng thánh để mà trục lợi. Còn thánh không dạy điều đó. Tôi nhắc lại, thánh không dạy điều đó. Vì vậy quý vị đừng có vội vì một vài con sâu, vì 100 con sâu ấy mà đã vội báng bổ xa rời thánh nhân nước Nam chúng ta. Quý vị đừng có nghĩ. Tôi mong rằng qua video này tôi muốn thức tỉnh những người nào mà thường xuyên đi đền, đi phủ, đi chùa, đi chiền, đi đến nơi tâm linh mà bị vong ốp, rung đồi giữa ngã ba đường, giữa đền, giữa chùa, nhận rằng ta là thánh nọ, thánh kia, phải đưa con này đi hầu, phải đưa con này vào phủ ta mới tha cho. Tôi nói thật, những cái trường hợp đấy, dội ngay cho một cái xô nước vào mặt, cầm hai cái dép và cho hai bên tỉnh luôn, không có ông thánh nào nhập vào nữa cả. Tôi nói thật với quý vị, tôi chữa bệnh âm nhưng mà có những cái trường hợp là bị sảng là tôi cũng phải dùng cả dương luôn. Cho nên là gặp tôi với trường hợp, có trường hợp nào mà về nhà bị sưng thì cũng phải hết sức lưu ý. Còn nếu như biết trước mà nếu không chấp nhận đồng điều đó thì đừng có gặp tôi. Có những trường hợp khi bóng người ta đã ra khỏi cơ thể người ta rồi, nhưng mà do thần thức người ta yếu vía, yếu bóng, cái não bộ người ta chưa ổn định được, người ta gọi rối loạn tâm thần, thì người ta vẫn nói sảng, mơ sảng là chuyện rất bình thường. Lúc đó chúng ta phải cần cho người ta tỉnh sáng. Vì vậy nếu như một ngày đó quý vị đến đền, đến chùa, đến nơi tâm linh mà thấy ông thánh nào ngồi ung dung nhập giữa đường, giữa chợ, xưng bóng, xưng thánh, xưng cô, xưng cậu nào, quý vị cứ dội cho tôi một xô nước lạnh và ở hai chiếc dép, là ngay lập tức ông thánh đó sẽ thăng. Quý vị hiểu chưa nào? Chúng ta không thể quá mê tín được. Tôi là người phụng thờ tín ngưỡng tam phủ của người Việt. Tôi là người thờ thánh, thờ mẫu, thờ Phật. Tôi là người phụng thờ nhà ngài và thực hiện, thực hành thờ phụng nhà ngài suốt 7 năm qua. Nhưng chưa một ngày nào tôi mê tín đâu. Chưa một ngày nào tôi mê tín. Và đối với tôi, chưa một ngày nào tôi khuyên quý vị là cúng bái để mà khỏi được việc của quý vị. Do vậy đừng có dại gì biến một cái chân linh lang thang cô hồn đầu đường xó chợ ấy trở thành thần chủ nhà quý vị. Cho nên tôi nói thật với quý vị, rất nhiều trường hợp đó là gì, đời ông cha làm thầy lập điện, sau đó không theo được nữa, con cháu hỏng hết. Và người ta nói rằng là
thánh của thánh phạt vì không theo hầu. Không phải đâu quý vị. Nếu đã thánh chấm thì thánh sẽ chấm được người ra hầu, phải ra theo hầu phụng thờ. Phải là người có tâm có đức, phải được người được dạy từ bé, con nhà nòi. Còn điện tư mà thờ ma thờ quỷ, sau này đời ông cha chết rồi không thờ chúng nó nữa, thần chủ ấy, là chính là con ma con quỷ đó, những cái chân linh đó, mà sau này không thờ nữa, con cháu không có ai thờ tiếp để nó đói, là nó quay ra nó quay ra nó phá con cháu, làm cho con cháu tan đàn xẻ nghé, nợ nần, tu tội vân vân, là có chuyện đó xảy ra. Những câu chuyện tôi vừa nói đây không phải là mê tín, mà quý vị có thể đối chiếu với các một số các điện tư mà quý vị biết. Quý vị có thể thấy rằng có rất nhiều trường hợp ở làng, ở quê quý vị là đời cha ông lập điện thờ phủ nhưng sau đó không theo nữa, rồi đời con cháu đã bị hỏng. Hỏng ở đây là sao? Là do chính những cái thần chủ, những cái vong linh, những con ngã quỷ đó tồn tại ở điện thư đó mấy chục năm trời. Và bây giờ chúng không được ai cúng kiếng để bỏ đói, để cho hương hỏa hỏa lạnh nhạt, là chúng quay ra hành quấy phá đảo con cháu họ hàng nhà người ta. Quý vị lưu ý giúp tôi. Cho nên tôi mong rằng từ nay trở đi, nếu chúng ai đủ cơ duyên biết cái video này, và tôi mong quý vị chia sẻ video này giúp chúng tôi để có thể khai ngộ, giúp cho nhiều người không bị mê tín dị đoan và không bị vô minh khi mà chưa có đủ cơ duyên mà đã vội bước chân vào thế giới tín ngưỡng thờ đạo mẫu của chúng tôi. Chúng tôi rất hoan nghênh những người bước chân vào tín ngưỡng thờ đạo mẫu của chúng ta, thờ đạo của dân tộc Việt Nam chúng ta, nhưng phải là hoan nghênh những người có đủ trí tuệ và đủ tâm đức để bước vào. Còn chúng tôi không hoan nghênh những người lợi dụng cái tín ngưỡng đạo nhà của chúng ta để mà trục lợi, để mà lừa gạt người khác, để mà trục lợi, xây nhà to, mua xe đẹp. Chúng tôi không hoan nghênh cái đó. Do vậy chưa có bao giờ nhiều những người mà xưng thầy rồi xưng đồng mà loạn những thầy dạy này. Đúng không quý vị? Nhiều nhan nhản. Video hôm nay tôi đã nói hai vấn đề, về vấn đề ma nhập và ma đồng quấy hành rồi. Ngày nào đó có cơ duyên tôi sẽ nói tiếp. Là tại sao lại sinh ra lắm đồng như thế? Trong suốt 7 năm qua tôi phải xử lý rất nhiều trường hợp ma đồng như này. Đi xem các nơi thì toàn phải 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu để mở phủ thì mới yên, nó không bị điên. Mà cũng thật là cũng điên một thời gian thật. Xong chả hiểu thế nào mất tiền nhiều quá rồi không hỏi, cuối cùng tìm về đến tôi vì nghe người ta nói là ông này chữa được. Mà ông này chữa lại không mất tiền thôi, thế là cứ lao về đây. Được thôi, mình mất tiền đâu. Tôi không biết là sao nhưng cuộc đời tôi đến giờ phút này toàn phải tiếp phải những ca mà đã chạy khắp bốn phương rồi mới về đến tôi. Cứ lúc có tiền ấy thì đi tìm cái thầy khác, còn lúc hết tiền rồi mới về đến tôi. Số tôi đã nhọ thế không biết. Và tôi xử lý suốt 7 năm qua cái trường hợp ma đồng kiểu này rồi, xong rồi về nhà hết nhảy tưng tưng luôn. Hết căn số luôn. Hết ốp nhập luôn. Không còn ai muốn đi hầu đồng mở phủ nữa. Vì có căn số đâu mà đi hầu. Bước vào cái thế giới phụng thờ thánh tiên chúng tôi nó không hề đơn giản. Bước vào thì khó, dễ nhưng mà giữ lễ cực kỳ khó. Tự nhiên là người phàm gian sống có sống tự đại không muốn, tự dưng bước vào cuộc sống của chúng tôi làm cái gì? Bước vào theo thánh làm sao mà dễ được? Theo ông thánh chưa ai nói là dễ cả. Khổ vô cùng, khổ trăm bề. Có cái trường hợp đó là gì? Là nợ đâu mấy chục tỷ rồi. Xong đến bảo thấy thầy cúng cho con với để cho con thoát nợ thế. Tôi nói luôn là tôi không có đủ năng lượng là tôi có thể cúng cho anh chị và là có thể là nhanh xóa được cái nợ đấy, mà nhanh kiếm được tiền trả được cái nợ đó. Nếu mà tôi cúng được cho anh chị thì tôi cúng cho họ hàng nhà tôi hết rồi. Tôi cúng cho đệ tử của tôi hết rồi. Còn anh chị nghe được ông thầy là cúng cho anh chị có thể là nhanh chóng trả được hết nợ ấy, mà thoát được nợ nhanh, nghèo nhanh thì anh chị đến gặp thầy đó.
còn tôi không có mê tín điều đó. Lòng tham sinh khởi thì chắc chắn là sẽ đến ngày bị lụi bại, nhân quả mà ra. Còn cúng để cho người ta theo ý được người ta được chỉ có thầy phù thủy thôi, là dùng một cái thế lực thông một cái thế lực tâm linh điều khiển thế lực tâm linh vô hình đó để mà thực hiện các hành vi, thực hiện theo cái lời đề nghị của thầy và của người đưa tiền cho, chỉ có thầy phù thủy thôi, là những cái thầy mà thờ âm binh thờ ma quỷ làm ác, theo đơn đặt hàng theo tiền của người ta mà có thể thực hiện theo họ. Còn chúng tôi không làm được điều đó, chúng tôi phải thuận theo nhân quả. Tôi mong rằng sau này trở đi, những cái trường hợp của quý vị và bạn bè quý vị bị ốp, bị điên, bị dở, bị hành ở ngoài đèn chùa miếu phủ, đừng có vì điều đó mà đi ra trình đồng mà phủ. Tôi nói thật với quý vị, nếu những trường hợp đó đến 99,9% bằng cái con mắt nghiên cứu của chúng tôi và chúng tôi đã thực hành nhiều năm qua, thì trường hợp đó là trường hợp bị ma hành. Tôi nhắc lại như vậy. Còn những trường hợp đó đi ra trình đồng mở phủ vẫn khỏi, khỏi được. Vì lập điện thờ phủ, mở phủ, hầu đồng là hầu cái thần chủ đó, cái vong linh đó. Chúng nó tự nhiên biến chúng nó thành thần chủ của nhà quý vị, của điện quý vị, của cuộc đời quý vị. Phụng thờ nó thì đương nhiên nó sẽ tha cho quý vị không còn điên dở nữa. Quý vị nhớ tôi. Quý vị đừng hỏi địa chỉ của tôi. Bởi vì quý vị không tìm được địa chỉ của tôi đâu, bởi vì quý vị mới biết tôi ngày hôm nay thôi. Vì tôi là người không có thật, tôi chỉ là người trên mạng thôi. Cho nên là quý vị chỉ cần nghe được rồi. Tìm đến tôi cũng không biết được gì đâu. Tôi cũng không xem bói và không có cúng cho quý vị đâu. Cho nên là có hỏi tôi thì quý vị chỉ biết rằng là tôi là một cái ông mà lang thang trên mạng tình cờ gặp. Và tôi là người nói bằng sự chân tình, nói bằng kinh nghiệm, nói bằng thực tiễn đã trải qua, chứ tôi không nói bằng sách vở và tôi không nói hay, nói xuôi, nói ngọt như một số người khác. Quý vị nhớ giúp tôi. Thôi bây giờ đã hết giờ, 21 giờ 17 phút rồi, tôi xin phép được tắt điện thoại. Nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một video khác. Và nếu mà quý vị muốn xem lại video này thì hãy xem ở Facebook Lạc Văn Tú của tôi. Vì Facebook Nguyễn Thế Thuận thì chắc là sau video này tôi sẽ xóa đi. Chào quý vị, hẹn gặp quý vị ở một video khác. Chúc quý vị và gia đình mạnh khỏe, tinh tấn, tinh thần an lạc, công việc thuận lợi, sở cầu tất ứng, sở nguyện tổng tâm. Và mong muốn quý vị đừng có vội vì những con sâu mà bám mổ mà quay lưng lại với đạo thờ thánh nhân nước Nam chúng ta, tức là tín ngưỡng thờ mẫu của chúng ta. Đừng vội quay lưng lại, đừng vội sùng bái đạo khác mà quay lưng lại với đạo nước nhà chúng ta. Bên cạnh những con sâu đó vẫn còn rất nhiều những người ẩn cư, ẩn thân, sống tốt đời đẹp đạo. Cho nên tôi mong muốn chúng ta hãy cùng nhau gìn giữ và phát huy những nét tinh hoa văn hóa nền tảng đã tín ngưỡng của nước nhà chúng ta. Một lòng, một đời phụng sự Phật Thánh, phụng thờ thánh nhân, thần nhân nước Nam chúng ta. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại.